tình hình vẫn bên Ukraine và Nga thì Ukraine mới đây cảnh báo thế giới rằng Nga đang mở thêm các mặt trận mới họ mở thêm đó quý vị thành ra cái cuộc chiến chưa ngừng được đâu và cái tin này cũng khá eh, nguy hiểm cho bên Ukraine là Belarus đang rục rịch đưa quân về biên giới người ta nói là mấy chục ngàn quân thì có thể là ông ông Putin lúc này ông thúc giục bên đó phải tham gia cái trận chiến này và chúng ta hiểu là cái ông tổng thống Belarus thì hoàn toàn thuần phục nghĩa là hoàn toàn nghĩa là coi như đàn em thân tín nhất rồi Putin Mà chúng tôi hay diễu là bảo ông ta nhảy vào lửa ông ta cũng phải vào là ông Yushchenko đó cho nên biết đâu chuyến này mặc dù cái giới quân sự và nhân dân chúng đó họ cũng bực họ nói là cái chuyện bên đó mình có thể giúp đỡ một chút chứ mình không muốn tham gia cái ý kiến ngay cả những tướng lãnh bên quân sự nhưng có thể biết đâu lần này ông Putin ông ép mạnh quá thì cái tin này nó nguy hiểm cho bên Ukraine là mình Ukraine đợt, lập tức phải đưa quân đến biên giới luôn để đối đầu một mặt với Nga đã mệt rồi bây giờ thêm cái thằng Belarus nữa. Ý tôi là nói như vậy. Nếu thực sự lần này ông Putin ông thúc đẩy được cái tay đàn em này cho đem quân qua thì có phải là đánh hai mặt mặt trận sẽ mệt cho Ukraine. Ukraine chống đỡ Nga cũng đã khá mệt mỏi rồi. Chứ vị cũng hiểu điều đó. Và không lẽ cái ông Tổng thống này ông cũng mặc dù ông ngu thì thiệt ông ta sẵn sàng đi theo tuy nhiên có những cái phải nhìn trước đây người ta đã nói là không dạy gì để cái chiến thuật ta hay gọi đó người ta hay nói thưa quý vị là thay màu da trên xác chết tức là sao là bây giờ chết thay cho nga nếu belarus nhảy vào cuộc chiến này là chắc chắn phải có thương vong cuộc chiến nào cũng vậy thì người ta chỉ hy vọng thôi là coi như là ông để quân ở đó có phải áp lực thôi hay là thực sự belarus nó tham gia luôn cái trận chiến này đó là cái câu hỏi mà bây giờ giới quân sự đặc biệt ukraine đang lo nhưng mà dĩ nhiên khi mà nó rục rịch đem quân tới biên giới là Ukraine cũng phải đẩy mấy chục ngàn quân Ukraine bây giờ đang đóng đóng tại đó là cầm chân tại đó là cũng phiền rồi quý vị vì không đánh nhưng mà vì nó đến biên giới là cầm chân có nghĩa là cái phía mặt trận để đánh với nga nó sẽ yếu đi đó là ý tôi mới nói là cái tin không vui cho bên Ukraine là như vậy đó thưa quý vị thì hiện nay bản tin cụ thể như sau Ukraine cho biết là nga đã bắt đầu thành lập lực lượng quân sự tấn công vào quê nhà của tổng thống Zelensky là Kirill trước đó họ đã bác bỏ cái đề xuất của cựu thủ tướng đức là Gerhard Schröder. cái ông này thì hồi xưa làm thủ tướng có bị nhớ không nhưng mà ông này thì hoàn toàn một cái loa lại giống cái ông belarus chỉ có nói dùm cho putin thôi nói hoàn toàn phát ngôn dùm và nói những cái tin có lợi Lạ. cho phía putin thì ông này đã đưa được cái đề xuất nhưng mà phía ukraine đã bác bỏ nói rằng bất kỳ một cuộc đối thoại nào nếu hai bên muốn nói chuyện là nga phải ngừng bắn và rút quân bởi vì ông đã đến đem quân đến xâm lược người ta thì bây giờ trước khi nói chuyện gì đó ông phải rút quân về đã đó cho nên chúng tôi mới nói là hiện lúc này vẫn chưa nói chuyện được trên bàn hội nghị đâu mà vẫn phải nói chuyện bằng súng đạn đó là cái tin không được vui cho cả hai phía trong khi đó thì cái tờ hoàn cầu thời báo hôm mùng 4 tháng 8 đưa tin là ông Kênh đang tìm kiếm cơ hội để nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo tập cận bình nhờ ông tập giúp vấn đề chấm dứt chiến tranh đó là một nước rất mạnh đó là một nền kinh tế hùng mạnh do đó có thể ảnh hưởng đến Nga về chính trị kinh tế và Trung Cộng là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trên chiến trường thì quân Nga đã dồn dập có các hoạt động quân sự bao gồm nã pháo từ xe tăng, pháo thông thường cũng như pháo phản lực vào một số vùng của Ukraine. Trước đó thì Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thiết lập các lực lượng tấn công theo cái hướng Kyiv, tức là cái thành phố quê nhà của ông Tổng thống Zelensky đó họ có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới ở miền Nam Ukraine. Và miền Nam này bây giờ rất là quan trọng quý vị. Nếu mà mất là mất luôn đó. Thành ra cái thành phố như là Kharkov rồi ngay cả vấn đề những cái thành phố mà họ đang cố gắng chiếm mấy ngày nay đó, mấy tuần nay đó là quan trọng lắm. Cho nên đây người ta nói đây cuộc chiến bây giờ là sinh tử đó. Hai bên đều không thể thua trong trận này. Đó là cái người ta mới thấy là cái mức độ nó rất là đấm máu sắp tới. Ông Kirelonko là thống đốc của vùng Donetsk viết trên Telegram rằng ba thường dân đã thiệt mạng ở Bakhmut và năm người đã bị thương trong 24 giờ qua. Thống đốc các vùng như là Mykolai, Kharkiv, Dinoprototrop cho biết là chỗ họ cũng đã từng bị pháo kích trong đêm và nhà cửa bị hư hại hết cả. Ý đồ của họ là gây áp lực quân sự lên chúng tôi ở Kharkiv, Donetsk và Luhansk trong vài tuần tới. Những gì xảy ra ở miền Đông không phải là yếu tố kết thúc cuộc chiến đây là cố vấn của Tổng thống Ukraine là ông Aretovic nói trong một cuộc phỏng vấn. Ông Yekushenko là thị trường của Nipoko, nằm ở phía tây của cái Zaporizhia đó, ở miền trung Ukraine, cho biết thành phố của ông cũng đã đang bị pháo kích trong đêm qua. Thưa quý vị. <laughs>